Xin chào cả nhà đã quay trở lại buổi livestream của BB Thanh Mai trong ngày hôm nay. Hôm nay em rất là vui luôn á, vì bên em được đón tiếp một vị khách hàng rất là đặc biệt. Năm nay cô 65 tuổi rồi đó cả nhà, nhưng mà cô vẫn rất là muốn đi làm đẹp. Và em sẽ cho cả nhà mình xem cái sự khác biệt của một cô 65 tuổi làm công nghệ trẻ hóa đỉnh cao nó khác nhiều đến như thế nào cả nhà mình nhé. Em chào bác. Dạ, Chào con chị chào cô. Phượng. Chắc là bác cũng đang điều trị cho cô ở những cái like cuối cùng rồi phải không ạ? Dạ, còn vài like nữa thôi đó chị Phượng ơi. Dạ, em sẽ chờ chút xíu để em mượn cô một chút xíu, em khoe với cả nhà bác nha. Mình kết thúc like, mình kết thúc điều trị rồi đó. Dạ. Dạ, xin mời cô. Dạ rồi, em cảm ơn bác. Dạ, con mời cô ngồi dậy nha. Dạ đây, cô ngồi dậy giúp con. Cô có hào hứng muốn xem gương không ạ? Dạ, con sẽ gửi cho cô xem liền nha, để cô thấy được cái sự khác biệt của cô như thế nào đó. Cô đánh giá giúp con ạ. Trời. Thiệt là không ngờ luôn đó. Khác quá phải không cô? Khác quá. Trời, mắt tôi đẹp vậy sao? Dạ, cô vốn đẹp như vậy đó. Xưa giờ cô vốn đẹp, đẹp nè, nhiều hơn vậy nữa. Bây giờ cái cơ này thấy nó săn chắc hẳn ha. Dạ. Mà cái rãnh cười đó, tôi thấy làm như nó bớt hơn, nhiều hơn bên đây rất là nhiều. Mà mắt thì hai mí, mấy cái khóe chân chim nó cũng lần lần mờ hẳn đi. Trời, mừng quá, tôi có quyền hy vọng rồi. Tôi có quyền hy vọng là cả gương mặt mình sẽ đẹp. Đẹp được giống như vậy. Dạ, lúc mà bác điều trị cho mình thì cô có thấy đau không? Không đâu. Thấy giống như mới đầu thì cũng hơi hồi hộp. Mới dạ. Vô cái liệu trình mình không biết ra như nào, hồi hộp. Thế thì thấy bác sĩ làm đó. Thấy dạ. Cũng như mình nằm chơi vậy đó. Dạ. Hôm nay cô mà điều trị xong toàn bộ gương mặt á, con nghĩ là chắc về nhà chắc chú nhận không ra cô quá. Tại vì cô đón nhận cái năng lượng của Utherapy rất là tốt luôn á. Bác có thể thấy đúng không ạ? Cả nhà mình cũng có thể thấy đúng không? Em thấy là cái gương mặt của cô, nhất là cái vùng mắt nè, cái mí của cô rất là rõ và rất đẹp luôn đúng không cô? Rõ hai mí giống như ngày xưa khi cô còn trẻ luôn vậy đó. Dạ. Hồi còn trẻ đẹp lắm đó, mà giờ không, cô vẫn đẹp nha, cô vẫn đẹp. Và tụi con đang cố gắng duy trì cái vẻ đẹp đó cho cô được lâu hơn nữa này. Bác ơi, bác đánh giá giúp em hiệu quả của cô như thế nào? Tại vì em thấy tuyệt vời quá luôn đấy ạ. Chị Phượng ơi, thực ra là rất là cảm ơn cô, vì cô là một vị khách rất là đặc biệt của BB Thanh Mai. Cô là một khách hàng mà trong nhóm khách hàng gọi là gì, bây giờ vẫn còn chăm chút cho bản thân, vẫn còn là muốn làm đẹp, mà đẹp đã đẹp rồi cô còn đẹp hơn nữa. Thực ra là của cô, các nét cô rất là đẹp luôn. Tuy nhiên là lão hóa thì không ai có thể tránh được. Nhưng mà mình sử dụng công nghệ Antherapy, nó là công nghệ gần như là trong top hàng đầu của thế giới rồi. Nó làm săn cơ, săn da cho cô hơn, trẻ hóa da cho cô. Và nó là công nghệ được coi là gì, căng da mà không phẫu thuật. Như trên cô ấy, thì mình thấy là gì, khi mình làm được nửa mặt này thì cái vùng viền hàm của cô rất là rõ ràng hơn, chống đổ sệ cái vùng cơ này cho cô này. Cho nên là cô cảm thấy là da nó cô săn hơn, có vẻ sáng sủa hơn. Nó hại là gì? Cái vùng rãnh mũi má là bác tập trung rất là nhiều, đi rất là nhiều vùng này cho cô, để nó chống đổ sệ cho cô này, tăng sinh nhiều collagen và elastin hơn. Những cái vết chân chim của cô này, và cái vùng mí mắt trên của cô để sụp. Tuy nhiên là mình thấy là một nửa bên mặt bên này mình làm rồi, mí cô rất là tròn đều luôn. Nhìn rõ ràng hai mí sau với bên kia thì bên kia mí nó sụp. Cung lông mày thì bên này cảm giác là nó mình đáp ứng tốt quá đúng không bác? Đáp ứng tốt quá. Cô cũng là một trong những người khách hàng mà đáp ứng rất là tốt với lại công nghệ Antherapy BB Thanh Mai đấy. Nghe bác sĩ nói vậy là mừng lắm. Tôi đáp ứng tốt lắm thì tôi hy vọng là cái khuôn mặt tôi nó sẽ không dám nói đẹp như hồi còn trẻ, nhưng mà sẽ sẽ đẹp chứ không. Dạ, nó có thay đổi ngoạn mục đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn thôi cái vùng mắt của cô thôi là thấy được rồi đó bác. Hôm nay về nhà là thế nào chú cũng không có nhận ra cô đâu, bởi vì cô trẻ quá luôn đó. Mà đây chỉ là bước đầu thôi cô nha. Mình trong vòng từ 1 đến 3 tháng thì collagen nó còn tăng sinh nhiều hơn nữa. Cơ của cô nó sẽ còn săn chắc, còn gọn hơn, mí của mình nó sẽ còn rõ nét hơn nữa đấy ạ. Và quan trọng nhất là gì, cái hiệu quả của mình có thể duy trì được thời gian rất là dài nữa cơ đấy. Cho nên là bây giờ mình đẹp rồi, không phải đẹp ở tại cái thời điểm này mà nó còn đẹp nữa, về sau nó còn đẹp nữa và kéo dài cho cô nữa. Và rất hy vọng là BB Thanh Mai là một địa chỉ uy tín, địa chỉ mà được các cô mến quý mến và đến chăm sóc da thường xuyên. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ, và bây giờ mình tiếp tục cái liệu trình Antherapy ha. Dạ, không có để cô chờ lâu nữa đâu. Con sẽ mời cô nằm xuống để bác tiếp tục điều trị công nghệ trẻ hóa này cho cô nha. Cảm ơn con. Dạ, dạ, con mời cô nằm xuống ạ. Dạ, cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời luôn đấy ạ.
Cả nhà mình chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 18006617 để được bác sĩ thăm khám da miễn phí nè, và được lên phác đồ điều trị riêng cho từng làn da của mình luôn, để được giống như cô nè. Cô nay 65 tuổi rồi mà ý thức làm đẹp cũng như là về sức khỏe của cô rất là cao luôn. Cho nên là hôm nay cô có một cái sự thay đổi ngoạn mục về gương mặt của mình. Cả nhà mình nếu như muốn được như cô thì hãy ghé BB Thanh Mai sớm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.